chào tất cả các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề trào lưu FIRE, độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Những năm gần đây thì trào lưu FIRE đang thu hút sự quan tâm của nhiều giới trẻ Việt Nam. FIRE không chỉ là một phong cách sống tài chính mà còn là một triết lý cuộc sống về cách quản lý và sử dụng tiền bạc một cách thông minh nhằm đạt được sự độc lập tài chính và sớm nghỉ hưu. Podcast này sẽ khám phá sâu hơn về trào lưu FIRE và tại sao nó đang trở thành một hiện tượng trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam. Vậy FIRE là gì? FIRE là viết tắt của Financial Independence Retire Early, là một lối sống với mục tiêu được độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm thông qua việc tiết kiệm và đầu tư mạnh mẽ. Điều này được thực hiện thông qua việc tích lũy một khoản tiền đủ lớn để bạn có thể sống mà không cần phải làm việc để kiếm tiền thêm. Trong trường hợp của nhiều người trẻ, họ hướng đến việc nghỉ hưu ở độ tuổi 30 hoặc 40 thay vì phải làm việc đến tuổi nghỉ hưu chính thức. FIRE dựa trên nguyên tắc tiết kiệm mạnh mẽ và đầu tư thông minh. Người theo đuổi FIRE thường tiết kiệm một phần lớn thu nhập của họ và đầu tư vào các kênh như là cổ phiếu, bất động sản hoặc các quỹ đầu tư. Mục tiêu là tạo ra một nguồn thu nhập thụ động đủ lớn để bao phủ chi phí sống, cho phép họ nghỉ hưu sớm mà không lo lắng về tài chính. Ở Việt Nam, trào lưu FIRE còn khá mới mẻ và phải đối mặt với những thách thức đặc thù. Mức thu nhập trung bình ở Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia phát triển, do đó việc tiết kiệm một phần lớn thu nhập không phải là dễ dàng. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người ở Việt Nam vào năm 2021 là khoảng 3.694 USD, so với các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ với GDP bình quân đầu người vào khoảng 69.288 USD trong cùng năm, thì mức thu nhập ở Việt Nam thực sự đang thấp hơn đáng kể. Mức thu nhập thấp hơn đồng nghĩa với việc các hộ gia đình có ít dư giả tài chính hơn để tiết kiệm sau khi đã chi trả cho các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nhà ở và y tế. Theo một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tỷ lệ tiết kiệm ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp thường thấp hơn so với các quốc gia có thu nhập cao hơn. Trong khi đó, ở các quốc gia phát triển, dù giá cả sinh hoạt có thể cao, mức thu nhập cao hơn và chính sách xã hội tốt hơn như là bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp và hưu trí giúp người dân có khả năng tiết kiệm và đầu tư cho tương lai một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, thị trường tài chính và các kênh đầu tư ở Việt Nam còn non trẻ và tiềm ẩn các rủi ro. Tuy nhiên, các nghiên cứu và chuyên gia tài chính nhấn mạnh rằng với kỷ luật và chiến lược đúng đắn, FIRE là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh tài chính và tự do thời gian cho bất kỳ ai, bất chấp mức thu nhập. FIRE không chỉ là xu hướng mà còn là một chiến lược tài chính thông minh cho thế hệ trẻ. Thị trường tài chính Việt Nam mặc dù đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây, vẫn còn một số hạn chế so với các thị trường phát triển. Theo báo cáo Phát triển Tài chính Toàn cầu năm 2019 của Ngân hàng Thế giới, mặc dù Việt Nam đã có những tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thị trường vẫn còn thiếu sự minh bạch và đa dạng sản phẩm so với các nền kinh tế phát triển. Về phương pháp FIRE, nhiều nghiên cứu và chuyên gia tài chính đã nhấn mạnh đến việc áp dụng kỷ luật tài chính và chiến lược đầu tư thông minh để đạt được độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Ví dụ, trong cuốn sách Your Money or Your Life của Vicky Robin và Joe Dominguez, tác giả đã trình bày cách mà việc quản lý tài chính cá nhân một cách chặt chẽ và có chiến lược có thể dẫn đến sự độc lập tài chính và tự do thời gian. Hay theo nghiên cứu của Vanguard, một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về lợi ích của việc đầu tư dài hạn và chiến lược đầu tư thụ động. Các nghiên cứu của họ chỉ ra rằng với một chiến lược đầu tư thụ động, kiên nhẫn và kỷ luật, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận ổn định qua thời gian, giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu tài chính cá nhân. Vậy thì các yếu tố quan trọng để quyết định bạn sẽ thành công với FIRE là gì? Hiểu rõ mục tiêu cá nhân. Trước hết, hãy xác định rõ ràng mục tiêu của bạn với FIRE. Đó có thể là tự do tài chính, nghỉ hưu sớm hay chỉ đơn giản là có thêm sự an toàn tài chính. Mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn lập kế hoạch và điều chỉnh hành vi tiêu dùng và đầu tư phù hợp. Bắt đầu sớm. Càng sớm bắt đầu, càng có nhiều thời gian để tiết kiệm và đầu tư. Học hỏi và thực hành, nắm vững kiến thức tài chính và thực hành đầu tư thông minh, tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của quản lý tài chính, đầu tư và tiết kiệm, sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn như là sách, khóa học trực tuyến, blog và diễn đàn về tài chính cá nhân. Sống tiết kiệm.
học cách sống tiết kiệm mà không hy sinh chất lượng cuộc sống. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giáo dục bạn cách sống hạnh phúc với từng khoảnh khắc thực tại. Kiên nhẫn và linh hoạt, đạt được độc lập tài chính không phải là một quá trình qua đêm. Hãy kiên nhẫn và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn phù hợp với hoàn cảnh sống và thị trường tài chính. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Tại sao FIRE hấp dẫn giới trẻ Việt Nam? Sự giải phóng tài chính. Giới trẻ Việt Nam đang dần nhận thấy sự quan trọng của sự độc lập tài chính. Với áp lực từ cuộc sống, công việc và gia đình, FIRE mang đến cơ hội cho họ thoát khỏi vòng xoáy này. Giá trị cuộc sống hơn sự mua sắm. FIRE khuyến khích việc tập trung vào những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống thay vì tiêu tiền vào hàng hóa và dịch vụ không cần thiết. Điều này thể hiện trong việc họ tiết kiệm và đầu tư thông minh. Sự hỗ trợ cộng đồng. Cộng đồng FIRE ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ qua các diễn đàn trực tuyến. Sự chia sẻ kinh nghiệm và thông tin giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về cách thức đạt được FIRE. Sự lựa chọn nghề nghiệp. FIRE cho phép giới trẻ lựa chọn nghề nghiệp dựa trên đam mê thay chỉ vì mục đích là có tiền. Họ có thể làm việc tự do hoặc là theo đuổi những công việc có ý nghĩa đối với họ. Trào lưu FIRE đang thay đổi cách giới trẻ Việt Nam quản lý và nhìn nhận về tiền bạc. Nó không chỉ là việc tiết kiệm và đầu tư mà còn là một triết lý về cuộc sống, giúp họ thực hiện những ước mơ và mục tiêu cá nhân một cách tự do hơn. Thay vì tập trung vào việc tiêu tiền vào hàng hóa xa xỉ, họ thích thú với việc tìm hiểu về đầu tư, quản lý tiền bạc và kiểm soát ngân sách cá nhân. Điều này thể hiện qua sự gia tăng của các khóa học tài chính cá nhân, sự tăng trưởng của các quản lý ứng dụng tài chính cá nhân và sự tăng trưởng của các sự kiện và hội thảo tài chính. Trong vài năm gần đây, cộng đồng trực tuyến xung quanh FIRE đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Các diễn đàn như là Hội FIRE Việt Nam trên Facebook và các trang web chuyên về tài chính như là Tạp chí Tài chính đã tạo ra một không gian cho những người quan tâm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược về FIRE. Đây là một dẫn chứng cụ thể về sự phát triển và sự hấp dẫn của trào lưu này trong cộng đồng trực tuyến Việt Nam. Trào lưu FIRE đã khuyến khích giới trẻ Việt Nam chọn nghề nghiệp dựa trên đam mê thay vì chỉ liên quan đến tiền bạc. Họ trở nên chủ động hơn trong việc xây dựng sự nghiệp riêng của mình, thậm chí làm việc tự do hoặc khởi nghiệp. Các ví dụ như là người sáng lập startup, nhà đầu tư bất động sản hoặc các freelancer thành công đều là chứng minh cho sự thay đổi này. Trào lưu FIRE ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và mở ra cơ hội lớn cho giới trẻ hướng tới tự do tài chính. Tuy nhiên, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên nhẫn để đối mặt với thách thức trên con đường đạt được mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Phải cân nhắc và xem xét cẩn thận về mục tiêu cá nhân và tình hình tài chính của mình trước khi quyết định theo đuổi FIRE.